câu chuyện nhất thì không biết là họ sẽ cảm thấy như thế nào khi một lần nữa lại bước lên sân khấu đón nhận giải thưởng danh giá. Xin kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, năm 2018 cũng tại sân khấu này, Bảo Việt Nhân Thọ vinh dự được nhận cúp nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ nhất. Và hôm nay đây là lần thứ 5 Bảo Việt Nhân Thọ vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức tạp chí Nguồn Nhân Lực Châu Á đã tạo ra một cái sân chơi văn minh, bình đẳng để tôn vinh các doanh nghiệp có những cái cơ chế thuận lợi cũng như là nhân văn đối với người lao động. Ngay lúc này đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ nhân viên, tư vấn viên của hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ. Bảo Việt Nhân Thọ đã, đang và sẽ là doanh nghiệp tiếp tục dẫn đầu thị trường ngành bảo hiểm Nhân Thọ, sẽ tạo ra những cái cơ chế môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động. Và chúng tôi cũng cam kết đưa ra những cái sản phẩm ưu việt để phục vụ từng gia đình người dân Việt Nam. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cũng như toàn thể các quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải đã vừa đại diện cho ban lãnh đạo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ chính thức đón nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023. Đây là lần thứ 5 Bảo Việt Nhân Thọ đón nhận giải thưởng đặc biệt này. Và không chỉ dừng lại ở đó, với kỷ niệm 10 năm giải thưởng HR Asia, năm nay chúng ta thắng lớn với giải đặc biệt Doanh nghiệp quan tâm và chăm sóc nhân viên tốt nhất năm 2023. Hãy cùng chúc mừng cho Bảo Việt Nhân Thọ và hòa vào không khí tuyệt vời tại lễ trao giải ngay lúc này. Cháu mình chật vật lo âu rồi gánh thêm bao gánh nặng. Bảo Việt Nhân Thọ sẽ là đôi cánh nguyện thắp sáng ước mơ người Việt, dù gian khó dù trong gai nhưng ý chí vẫn giữ vẹn nguyên. Bảo Việt Nhân Thọ giúp ta mạnh mẽ và luôn ở bên khi bạn cần, cùng chung tay dựng xây lên những cuộc sống ấm no hạnh phúc ngập tràn. Thật là tuyệt vời khi Bảo Việt Nhân Thọ lần thứ 5 nhận được giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á. Ngay lúc này đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ. Những con người thật tuyệt vời đã viết nên niềm tự hào mang tên nơi làm việc tốt nhất châu Á. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ với lần thứ 5 giành được giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á và đặc biệt là giải thưởng doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tốt nhất năm 2023. Để trở thành một công ty tốt nhất không chỉ là câu chuyện một sớm một chiều mà là cả một hành trình nhiều năm nỗ lực tạo nên văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, hoạt động vì lợi ích của người lao động. Với những điều tuyệt vời đó, một lần nữa tôi xin chúc mừng Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ với những giải thưởng danh giá này. Tôi được dự rất là nhiều các cái chương trình
và cái đợt vinh danh. Nhưng lần này là một vinh danh rất đặc biệt. Bản thân tôi cũng rất là tin tưởng và hết mình cống hiến vì sự nghiệp của Bảo Việt Nhân Thọ. Trong suốt 13 năm qua thì bản thân tôi cảm nhận là Bảo Việt Nhân Thọ là một nơi, là một ngôi nhà, là một gia đình thứ hai của tôi. Rất là xúc động, bồi hồi và tự hào, rất là vinh dự. Và tôi cảm thấy rằng tôi và các anh chị trong toàn hệ thống sẽ nỗ lực hơn bởi những cái tiếp sức hết sức là mạnh mẽ và sẽ tham gia vào các hoạt động kinh doanh hết sức là sôi nổi để hoàn thành những cái nhiệm vụ xuất sắc được giao. Tại Bảo Việt Nhân Thọ thì tôi được phát triển bản thân từ một tư vấn viên và tôi cũng đã lên trưởng nhóm, quản lý nhóm và đã hỗ trợ đội ngũ nhóm viên của chúng tôi phát triển rất là lớn mạnh. Tôi rất vui và tự hào ngày hôm nay cùng với cả Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đi đón nhận nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 5. Và tôi thật sự rất là vui, rất là hạnh phúc. Bảo Việt Nhân Thọ đã cho tôi thay đổi cuộc sống. Bảo Việt Nhân Thọ cho tôi cuộc sống rất là tuyệt vời. Tôi yêu Bảo Việt Nhân Thọ. Cảm xúc của tôi ngày hôm nay thật sự là rất vinh dự và tự hào khi được đứng trên sân khấu nhận cái giải nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 5. Và Bảo Việt Nhân Thọ là nơi đã cho tôi tất cả sự nghiệp, niềm tin và hạnh phúc. Tôi yêu Bảo Việt Nhân Thọ. Bảo Việt Nhân Thọ, I love you. Bảo Việt Nhân Thọ.